suy niệm tin mừng chủ nhật thứ 23 mùa thường niên năm B bài của linh mục du xe nguyễn văn nghĩa Ban mê thuộc hãy mở ra với căn tính xã hội con người là hữu thể trong tương quan liên vị tôi chỉ thực sự là tôi trong tương quan với một ai đó chính vì thế sự tương quan liên vị là một nhu cầu sinh tồn của con người sự tương quan này được thể hiện rõ nét qua sự tiếp xúc một trong những cách thế để tiếp xúc hữu hiệu với tha nhân là đối thoại tức là nghe và nói thật bất hạnh cho những ai thiếu hay mất khả năng nói và nghe thoạt sinh ra mà bị câm điếc thì đúng là kém may mắn dân gian truyền miệng rằng hẻm một người câm không nói được thì trời cho điếc luôn để khỏi uất ức tức tối khi nghe những lời không hay về mình mà không phản bác lại được thế nhưng y học thì cho thấy ngược lại chính vì bị điếc nên người ta mới bị câm vì không nghe được nên con người không thể tập nói trẻ nói được là nhờ bất chước lặp lại những gì đã nghe. Bài Tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm B tường thuật chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người câm điếc. Mà dịch chính xác hơn là điếc và ngọng. Đây là một trong những dấu chỉ của thời thiên sai mà thánh kinh đã loan báo. Mất đi khả năng nghe và nói xét về thể lý là một khốn khổ và bất hạnh thế nhưng sự bất hạnh và khốn khổ ấy dường như chỉ hạn hẹp ở đương sự và có chăng là nơi vài người thân thích tuy nhiên nếu xét về bệnh điếc câm hay ngọng về tinh thần thì sự khốn khổ và bất hạnh nó di hại cho nhiều người và hậu quả cũng khó mà khắc phục dù hai lĩnh vực thể lý và tinh thần Tuy khác nhau nhưng có sự trùng hợp Đó là do bởi điếc Không nghe được, không chịu nghe Nghe không rõ, không đúng, không chính xác Nên người ta đâm ra điếc hay ngọng là không nói được Hay nói không được những điều cần nói Nên nói và phải nói Ở đây chúng ta đặc biệt phân tích về căn bệnh tinh thần với các bài thánh kinh được thích đọc trong Chúa Nhật thứ 23 thường niên B này, chúng ta có thể tìm ra một vài nguyên nhân chính của căn bệnh cầm điếc. Thiền Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách thế. Tuy nhiên, Cách thế thông thường mà người phán dạy chúng ta là qua con người mà đa số là những người phận nhỏ. Đọc lịch sử thánh, chúng ta nhận ra điều này. Ngoài những dấu lạ điềm thiên thì thời xưa, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thờ sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Do Thái chương 1 câu 1 Còn Thiên Chúa đã làm người trong thân phận nghèo hèn, ngay hoàn cảnh chào đời, đến thời gian không lớn. Chúa Giêsu đã chọn gọi 12 người cộng tác làm tông đồ để rao giảng lời Thiên Chúa, vốn là những người thấp cổ bé phận. Thánh Giacobbe tông đồ qua bài đọc thứ hai cảnh tỉnh tha về cái lề thói thích tiên tư, gần gũi với những người sang giàu. Đây là một trong những nguyên cớ khiến ta bị điếc về tâm linh. Rất nhiều nhà lãnh đạo quốc gia hay tôn giáo vẫn có nghe nhưng họ thường nghe lời từ những người thuộc quyền thân cận và thế là nhiều khi có nghe cũng như không. Để khỏi bị điếc, tức là để nghe đúng, nghe chính xác thì không gì hơn là biết cúi xuống gần dân, gần những người thấp cổ bé phận, gần những người nghèo khổ, lầm than. Vẫn có đó nhiều người nghe rõ, nghe đúng nhưng làm như không nghe không biết biểu hiện nơi những người này là không dám nói có nói thì nói không đúng hoặc nói kiểu nói ngọng bài đọc thứ nhất cho ta chìa khóa tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này đó là sự sợ hãi thiếu can đảm thiên chúa truyền cho ngôn sứ Isaiah hãy nói với những kẻ nhát gan can đảm lên đừng sợ Đức Cứu Doan Phao Lô Đệ Nhị đã khai mở triều đại giáo hoàng của Ngài với đoàn tín hữu bằng chính lời của Chúa Kitô. Các con đừng sợ. Trong thời gian rao giảng tin mừng không ít lần, Chúa Kitô nhắn nhủ các môn đệ rằng hãy càng đảm lên, đừng sợ khi phải rao giảng chân lý và sau khi từ có chết sống lại thì hai từ đừng sợ vẫn được người lặp đi lặp lại nhiều lần. Sợ khổ, sợ bị thua thiệt, sợ bị bất hại là những cái sợ khiến nhiều người hành xử như chẳng thấy, chẳng nghe và họ đã không dám mở miệng bảo vệ công lý, rao truyền chân lý, nhất là không dám tố giác tội lỗi. Cách riêng tội lỗi của những người đang nắm trong tay quyền cao chất trọng. Ngoài ra, cũng cần kể đến một vài nguyên cớ khiến người ta dù có nghe đúng hoặc thấy rõ mà vẫn sợ không dám nói có thể vì có thật thì giật mình hoặc há miệng thì sẽ mất quai có thể do lầm lỗi hay khiếm khuyết nào đó của ta khiến ta thấy ngượng miệng khi phải nói điều gì đó phải nói dễ dàng thông cảm với người còn chút tự trọng và chút liêm sĩ ngại ngần lấy cái rác trong mắt thai nhân khi mà cái xà nhà đang ở trong mắt mình. Cũng cần kể đến những trường hợp ăn xô chùa ngọng miệng. Tệ nạn cũng là quốc nạn của nhiều nước hiện nay là tham nhũng, hối lộ. Hậu quả kéo theo là những vị hữu trách. Nói không được, những điều cần nói hoặc phải nói theo bổn phận và trách nhiệm của mình. Evata hãy mở ra không chỉ hãy mở tai mở mắt để thấy và để nghe hiện trạng của đất nước của xã hội của giáo hội mà còn phải mở lòng ra để biết cảm thông với tha nhân trong sự liên đới trách nhiệm vẫn còn quá nhiều vì lãnh đạo ngoài xã hội vẫn chưa chu toàn chức vụ công bộc của nhân dân và vẫn còn một số mục tử chưa xứng là tô tế của đoàn dân thiên chúa trong trách vụ làm xứ hồn. Dù khuyết tật về thể lý, nhưng người câm vẫn có thể nói bằng thái độ, cử chỉ hay bằng văn tự. Là Kitô hữu, chúng ta đã được Chúa Kitô thông chia nhiệm vụ ngôn sứ. Nếu vì lẽ gì đó mà chúng ta vẫn chưa can đảm lên tiếng hoặc có nói mà như không nói, vì chỉ nói chung chung, một kiểu nói ở đâu cũng đúng nói lúc nào cũng chẳng sai mà lại chẳng nhắm cho ai cả, thì chúng ta chưa hẳn thật sự là con người và chắc chắn không thể nào là con cái Chúa chính danh đúng phận. Chính vì thế, Chúa Kitô vẫn đang mãi phán truyền lớn tiếng, Ephata, hãy mở ra. Bài của Lên Một, Du Nguyễn Văn Nghĩa, Ban Mê Thuộc